Dạ. nghe thấy anh Minh chú Việt Kiều với cả cái anh Lại Minh vừa rồi nói chuyện á. Dạ. Anh cũng sống ở bên nước ngoài, sống ở bên Nhật thôi hả? Dạ. Cho bây giờ nói chuyện chút, bây giờ anh đang cầm thôi, bây giờ anh bỏ xuống nhá, tại vì không có hình nữa đâu phải Dạ. không? Dạ. Nói chuyện thế này, nghĩa là thực tế nó đúng ra như cái anh Lợi Minh vừa rồi anh nói đúng đó, nghĩa là Dạ. nhà nước mình á, nhà nước mình hòa hợp hòa giải không cần. Đấy là nếu như anh ở Dạ. bên này anh nghĩ không cần cái hòa hợp hòa giải, bởi vì nhà nước mình đang mở cửa từ những năm 90 rồi. Theo như anh Dạ biết, đúng rồi. như anh biết Dạ. là những người vượt biên, gọi là vượt biên nhé, Dạ. ở bên Nhật này cũng như ở bên nước ngoài Dạ. thôi, ở bên Mỹ hoặc Canada, Úc hoặc là bên là người ta, Dạ. những người mà người ta mà muốn về đất nước, về thăm Dạ. quê hương, về thăm cha mẹ, đầu tiên người ta về thăm cha mẹ thôi, thăm sau bao nhiêu năm người ta đi á, thì người ta đã về từ Dạ. những năm 90 rồi đó. Dạ. Ở bên Nhật này, như anh biết, ở cái thành phố của anh ở này, anh gần như 100% người ta đã về về quê hương, người ta về. Dạ. Và ở bên Nhật này ngay như là anh cũng coi là kia Dạ. gọi là cái ủy ban người Việt ở nước ngoài, người Dạ. ta cũng chẳng thích người ta đi Mỹ mới đi đâu, chứ thực tế có thấy bao giờ người ta sẽ đến Nhật đâu. Dạ. Cái bên mà kia gọi là hòa hợp hòa giải đó, cái ông ngày xưa ông Thanh Sơn, bây giờ là ông gì Lam đó, người ta toàn Dạ. đi đến nước nào, nhưng mà nước Nhật này vượt người vượt biên cũng nhiều chứ, Dạ. nhưng mà lại có bao giờ thấy sang Nhật để nói chuyện với cả kiều bào với cả đồng hương ở bên này đâu. Thế mà cái lượng người Việt biên ở người bỏ nước nước ở về ra đi ở bên Nhật cũng nhiều chứ. Thế nhưng Dạ. mà như anh thấy là nên là cái ủy ban đấy nó có hay là không có thì mình không nói, nhưng mà đại loại là không Dạ. cần đi đi đến từng nơi từng chỗ để coi như Dạ. là giảng giải, hoặc là bởi vì thực tế cái đầu của bọn nó là nó cứng rồi. Bắt đầu bọn nó Dạ. thì nó không thể thay đổi được, nghĩa bây giờ nếu mà muốn thay thì có tẩy não, nghĩa là thay máu thôi, chứ không thể thay đổi được Dạ. bọn nó. Nên là như ý anh nói là ở như cuộc sống ở bên bên Nhật này, như anh biết anh thì chưa đi sang những Dạ. nước khác, ở bên anh chỉ lấy từ bên Nhật đi thôi. Thế là những Dạ. người nào mà người ta có ý định về thăm lại quê hương, Dạ. thì chứ mình chưa cần phải nói là thăm 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 ai cả, nghĩa là thăm cha mẹ đó, hoặc là về ít nhất Dạ. là bố cha mẹ mà có mất thì về thắp cho cha mẹ một nén nhang, mà cha mẹ còn sống thì về phụng dưỡng với cha mẹ ở bên Việt Nam. Dạ. Thì là người Dạ. ta có ý định như thế, là người ta đã về hết rồi. Còn những Dạ. cái người nào người ta không về đó, thì nó có ở bên này thì như anh biết nó có một 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 trường hợp, một số trường hợp thế này là người ta sợ tội, nghĩa là ngày xưa người ta đi vượt biên là người ta làm cướp ghe cướp đồ đa loại, là người ta làm những cái chuyện xấu để sợ, người ta sợ Dạ. về, sợ bị trừng phạt, nghĩa là người ta có tội trước, em hiểu Dạ. không? Dạ Đấy là dạ. người ta không về, đấy là trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ Dạ. hai là người ta chống cộng, mà người ta đã Dạ. chống thì em phải biết là bây giờ Nhật, anh không nói ở Mỹ thì nó xa xôi quá, thì Nhật với Việt Nam bây giờ nếu bay thẳng là có 4 tiếng mấy, 5 tiếng, Dạ. rất gần, vé rất rẻ, vé thực tế cũng nếu mà đi vào ngày lễ, kỳ nghỉ lễ không nói, ngày thường này chỉ có khoảng độ 500 đô, 500 đô Dạ. khứ hồi luôn, đi cả một tuần hay là nửa tháng, một tháng cũng chỉ 500 đô thôi, nó rất là rẻ, Dạ. thậm chí nhiều khi còn rẻ hơn là vé mà ở Việt Nam mà từ Sài Gòn ra Hà Nội á, ở bên Nhật, Dạ nên đúng. là cái Dạ chuyện mà người đi 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 lại lại mà về về trong nước bây giờ là rất là dễ. Mà ai mà dạ. không cần, nó chẳng câu hơn như anh, khi anh lại anh nói không cần phải kêu gọi người ta về, nếu người nào muốn về thì tự người ta về, mà nhà nước mình Dạ. đã mở cửa mà giờ mà giang rộng vòng tay từ năm 90 Dạ. mở cửa thì ai muốn về thì về, không biết là về, ông về ông đừng có chống đối, hoặc ông về ông đừng có làm âm mưu lật đổ, hoặc là chống đối, hoặc là cái gì, chứ ông về thì có ai làm gì đâu, ông có làm người vì gì. Ngày xưa nhiều người đi vượt biên người ta cũng có cái chuyện người ta làm xấu, nhưng mà về thì tất nhiên là về lúc đầu thì ông phải lên ông trình báo là tạm trú tạm vắng, đúng không? Cái đấy là chuyện bình Dạ. thường, anh về Dạ thì bởi vì luật pháp Việt Nam nó như vậy thì anh phải lên tạm thông báo, anh không không mà lên phường lên xã mà thông báo báo người ta là tạm trú tạm vắng thì người ta đến người ta hỏi thôi. Đấy là bởi vì cái luật khác của đất nước người ta quản lý nó là như thế, nên dạ. là nói đúng ra thì bây giờ như anh hoặc là em cũng lên diễn đàn nhiều rồi, anh thì ít lên nhưng mà cũng nghĩa là theo dõi ở diễn đàn ở trên mạng này cũng khoảng dăm dăm 3 năm lại đây rồi, là những người Dạ. nào còn cứng đầu thì rất là cứng, bởi vì nó không thể thay đổi được, cái bọn nó nói thẳng câu nó không thay đổi. Dạ. Còn bây giờ bạn nó thực tế là nó không muốn biết thôi, chứ hỏi nó không không biết đâu, bởi vì cái thời buổi bây giờ thời đại coi như là 4 chấm, ở Việt Nam có cái Dạ. gì là nước ngoài nó biết hết. Anh cũng ít về Việt Nam,
năm 1-2 năm về lại lần, nhưng mà thực tế những cái tin tức nhiều khi anh gọi điện về ở Việt Nam nói chuyện với cả gia đình ở bên Việt Nam, anh còn biết nhiều hơn người ở Việt trong nước anh lắm, bởi vì tại vì mình quan tâm đến, mình theo dõi. Nên nhớ cái chuyện mà anh gọi điện về anh nói chuyện với cả bố mẹ anh ở bên đó, bố mẹ anh bảo ở đấy có hả, mình bảo ó chứ tin tức mà lên báo chí ầm ầm, bố mẹ ở Việt Nam bố mẹ không coi đâu. Đấy, đấy là chứng tỏ là gì, là chứng tỏ là người ta không chịu coi hoặc là người ta không muốn biết, em hiểu không? Dạ. Cho nên là nó đúng ra cũng bằng thường mấy cái người đấy. Còn bây giờ như là lúc nãy như cái ông gì đó, mấy cái ông gì ông nên thì thực tế là không phải người ta không biết đâu, người ta không muốn biết, rồi cái lòng thù hận mà nó chẳng một câu thế này, em hiểu thế này nè, những ai Việt kiều mà nó còn người thân người cha mẹ ở bên Việt Nam hoặc là còn những cái gì thì người ta mới còn có một chút lặng lòng. Chứ anh thật mà đã đi hết cả gia đình, anh nói thật với em, nói thì các bạn nó có hơi vơ đuốc cả lắm, nhưng mà người ta không có lòng thì mới đất nước đâu, nên đừng có trông chờ vào những người đó. Anh nói thật với em, nó phá không à, không đừng có trông chờ vào những cái bọn nó, đừng có trông chờ mà nó để nó có lòng đất nước, anh nói không bao giờ đâu. Anh nói thật, ai mà muốn nếu mà có tâm thì người ta tự về, không cần phải kêu gọi. Đấy là nó thật, bởi vì nhà nước mình đâu có cấm đâu. Bây giờ anh về quốc tịch Mỹ, quốc tịch Canada, quốc tịch Úc thì coi như anh là người nước ngoài đến nước Việt Nam, thế thôi, chứ cũng chả có cái gì mà phải coi như là xét nét hay là sợ sệt gì cả. Bây giờ anh là mang tiếng là anh là quốc tịch Úc đi, quốc tịch Mỹ đi, anh muốn về Việt Nam anh đầu tư kinh doanh gì đấy thì anh là người Úc người đấy, chứ anh đâu có phải là người Việt nữa đâu, đúng không? Nhưng mà mình thấy là anh thấy là đa số là những người Việt kiểu ở bên Úc, bên Mỹ, bên Canada đấy là hoàn toàn là người ta du quốc tịch hết. Khi người ta du quốc tịch hết rồi thì thực tế người ta về Việt Nam với danh nghĩa là nó là người Mỹ chứ đâu phải người Việt, người ta chỉ gốc thôi, không? Mà gốc thế thì thực tế mình gọi là gốc cho nó có gì dính dáng, chứ còn nó sát cái cùng ấy, nó chả có gì dính dáng, anh có thật luôn. Bởi vì người ta nhập quốc tịch nước ngoài rồi, không? Nên là còn gì dính dáng nữa, bởi vì bây giờ người ta có làm xấu làm gì hoặc là có làm chuyện gì người ta cũng lại kêu đại sứ quán người ta đâu có kêu bởi vì đúng không, chứ người ta đâu có liên quan đến mình gì nữa đâu. Nên là nói thẳng một câu là mình có cái mình nên đây này, những cái lên mạng này này mình nói mình phản đối thôi, chứ còn theo như anh nghĩ hoặc là nhiều khi là những người nào á, người ta thế này, nếu như em có ý định mà hoặc là muốn mà để cho người ta hiểu biết, hoặc như người ta lên người ta mạng người ta hỏi, người ta nhiều khi ok, nhiều người ông già hoặc là cả người ta cũng ấy, người ta hỏi, nhưng mà thực tế đấy là cái thành phần mà người ta lên người ta hỏi về đất nước rất chi đấy, mà nó thực tế nó lên là mẹ nó chọc đẻo rồi nó phá là nhiều. Em có công nhận không, từ xưa giờ nên các cái làm rồi đó. Nên mà những người mà người ta thật tâm người ta hỏi về đất nước là thế nào, bây giờ làm ăn ra sao, kinh tế thế nào, người dân có khổ sướng khổ hay không, nếu mà người ta muốn không muốn đọc qua mạng, không muốn xem báo chí thì họ chụp hỏi trực tiếp người dân đang sống ở bên đó. Nhưng mà thực tế đâu có ai thấy hỏi chỗ đó đâu, đó nào chưa lên câu trước câu sau là nó đã bêu xấu đất nước rồi. Thế mà những người lên sao có tâm, đúng không, thật sự á. Nên là nói đúng ra thì như anh ở bên này anh biết thần, nghĩa là ở chỗ anh này, anh nói thành phố của anh ở này, nghĩa là anh thấy chỉ có một người là người ta chưa có về, mà cái ông đấy thì ông chả biết ông có chống không biết, nhưng mà nghe nói anh thì anh cũng, tại vì ông qua lâu rồi, ông lớn tuổi rồi, nghe nói là ông này ngày xưa kiểu ông đi vượt biên, ông cướp ghe á, nên là bây giờ kiểu như ông sợ là kiểu như là sợ về phải tù tội á, kiểu bị phạt, đại loại ông sợ không về. Chứ còn 100 gần như là những người anh biết ai cả bà, người ta thậm chí bảo bên này nó đi lại nó dễ lắm, tiền vé có 500 đô đi bay cứ 4-5 tiếng về ăn Việt Nam. Cái gì con? Bên Nhật cũng có chống cộng không anh à? Bên Nhật có chứ, có nhưng mà nó ít. Bên Nhật có nhưng mà ít. Nói chung là anh ngày xưa đó, thì anh để nghe là lúc mà cái hồi mà anh qua giờ cũng được hơn 25 rồi. Lúc anh qua thì lúc đấy tuổi trẻ mà đâu có, mình lúc đấy mình không có khái niệm là chống cộng với cả khái niệm cờ vàng cờ đỏ đâu. Cái lúc mà anh mới qua mình không có khái niệm đó, thì mình chỉ lúc mới qua thì
có cái ông thầy cũng người Việt, ông ấy ông đi du học từ những năm sáu mấy 70 của thế kỷ trước, đi gọi là đi theo cái phong trào Đông Du của ông Phan Bội Châu đó. Về sau này là nghĩa ông Phan Bội Châu thì đi từ ngày xưa nhưng mà nó vẫn theo cái kiểu cái chương trình đó. Thì ông ấy quen ông đấy thì ông ấy mới chỉ cho anh mấy cái chỗ mà để nó bán cái đồ thực phẩm của châu Á, mắm muối rồi đại loại là những cái thứ mà của đồ của châu Á mình ăn đó. Thì cũng có lên ghé ghé qua cái chỗ nó gọi là Mekong Center, nó của thằng cha Đỗ Thông Minh, thằng đấy thì nó là Việt Tân kẹo đó. Đó. Thì mới đầu thì không có biết đó. Thực tế mới đầu mình đâu có biết gì đâu cả. Thì mình cũng vô tư mình lên mình bởi vì ông ấy bán cái đồ mắm muối, bán cái đồ của Asia, đồ châu Á nên mình mua, nên mua, nhưng mà đại loại là câu mình lúc đấy mình nghĩ là mình nên mới biết là nó có chống cộng, nên mới mới đấy mới biết là ở cờ vàng cờ đỏ, lúc đấy mới biết là chứ mình cũng không, thế mình cũng mới đầu mình không có khái niệm là cờ vàng cờ đỏ đâu, bởi như mình thì mình không có khái niệm là cái chuyện đó, không khái niệm là người ta chống. Nhưng xong ấy lên đấy mình cả chuyện thông suốt thôi, nghĩa là mình vào gặp ông cái đầu tiên cái là ông hỏi các cháu qua đây là dạng gì đó. Mình bắt đầu mình nghĩ bụng bảo nên 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 tiệm của ông ấy mua đồ chứ làm cái mẹ đâu. Thì ông hỏi ý của ông hỏi là mình qua đây là dạng du học sinh, là dạng đi lao động, em hiểu không? Thì là ý nói là nếu mà du học sinh là những người có trình độ, bởi thay ngày xưa là đi du học sinh là thường thường là những không phải là tự túc, mà du học sinh là thường thường là những người mà học giỏi có học bổng học đồ đó, cái hồi năm về trước. Thế này tụi anh ấy bảo là tụi cháu đi sang này lao động chứ đi học mẹ đi. À, nó thấy là kiểu như chắc mấy thằng rốt nát này dạng lao động chắc không có trình độ nên nó không thể tiếp chuyện. Và sau đó mới lên mới biết nó mới nói chuyện là thằng này nó chuyên dụ dỗ coi như là cái bọn coi như là du học sinh đại loại những đứa mà có trình độ để coi như là nó tiếp cận để nó dụ dỗ đại loại là nó là một mách mánh khóe để coi như là phục vụ, để nếu mà theo nó để là phục vụ và một nhu đồ chính trị cho bọn nó kiểu đó. Nên là về sau biết thế này là có bao giờ đến được đâu. Ở bên này thì nói chung là đa số người dân ở bên này á, là người ta gần như là người ta theo như anh biết là người ta gần như là người ta về Việt Nam hết rồi. Mà về là về thường xuyên, về chơi, về Tết, nhất là Tết Việt Nam bên này nó gần lúc Tết Việt Nam là nó không có vào lễ, nó chỉ là Tết Việt Nam nên vé rất là rẻ, người ta về cũng như đi chợ, đi có mấy tiếng bay có 5 tiếng về Sài Gòn hoặc là về Hà Nội, nên là đâu. Còn tất nhiên vẫn có một số thành phần nó chống, nhưng mà nói xét cho cùng nhé, em phải biết này, ở không biết ở bên Mỹ thế nào, nhưng ở bên Nhật này này nó đúng ra thì nó không có được như bên Mỹ đâu. Người dân Nhật nó cũng mẹ nó có ghét những cái thành phần mà cứ như là mẹ đó. Nhưng bản thân như tụi anh cũng vậy thôi, hiểu không? Như vào nhiều khi đi làm trong hãng trưởng, nhiều cái thằng Nhật nó kiểu như nó cực đoan, cũng thích, nó đâu thích người ngoại quốc đâu. Thằng đấy ý nói là không thích người ngoại quốc, không cứ là người Việt hay người Brazil hay là người Thái hay là người người nào đâu, đại loại nhiều thằng nó không thích, hoặc là nhiều cái công ty của Nhật là nó cực đoan, không nhận người ngoại quốc luôn. Mình nghĩ là rõ ràng là mình chỉ là một người đi làm bình thường, mình xin vào công ty của nó, hoặc là mình làm vào đấy mình xin, mình không có làm gì mà nó không thích mình, thì em bảo như bây giờ mấy cái thành phần mà chống cộng rồi cứ mang cờ đại loại là thì nó còn ghét nữa, em hiểu không? Nghĩa là đất nước của Nhật nó, cái văn hóa nó khác với thằng Mỹ đó. Thằng Mỹ kia là nó tạp tạp chủng tạp chủng mà, nên nó không như ở bên Nhật này hiểu không? Nên là thực tế phong trào mà để chống cộng nó không có nở rộ, không thể nở rộ được, bởi vì nó nở rộ ra nó phải ít nhất là anh có làm gì thì phải được người dân hoặc là được cái chính quyền hoặc là được cái gì đấy người ta ủng hộ, hoặc là người ta không ủng hộ thì người ta cũng ấy. Thì đằng này đây cái kiểu cảm giác như là nó khinh, nó khinh miệt thị hả? Thì tự nhiên mình đã nó đã bình thường, nó đã không thích rồi, nó bây giờ thì còn suốt ngày cầm cờ trưng ra gây ách tắc giao thông rồi cản trở rồi. Mà xin lỗi, kể cả nếu mà ở bên Nhật thì nó cũng có luật biểu tình, nếu mà có lên mà nên nên mà xin, đương nhiên anh ở thành phố này thì anh lên thành phố này anh muốn biểu tình ở cái chỗ đó thì anh phải xin, anh mà xin thì anh xin phải xin cảnh sát, và cảnh sát xin, cảnh sát xin thì nó hỏi là của mày là người gì, nó biết là người ngoại quốc rồi, biểu tình thì gì, biểu tình là chống ông nọ ông kia ở Việt Nam qua, nữa mấy ông thủ tướng chủ tịch gì đó nên hả? Thì nó bản thân người Nhật nó rất cực đoan, nó nghĩ là mình thì mình không, nó không nói thẳng đâu, nhưng mà
theo như như mình hiểu tâm lý của nó thì nó bảo mẹ đất nước chúng mày sang đây ở ké, chúng mày bỏ nước đi bây giờ chúng mày lại chống lại đất nước này không, chúng mày chả làm ăn gì. Nó chung là theo như anh hiểu được đấy, tất nhiên nó không có thẳng nhưng mà sống ở đây cũng mấy chục năm rồi, nên cũng hiểu cái văn tư người Nhật thì cũng không hẳn là nó veo cô mừng mình đâu, nó veo cô mừng người ngoại quốc đâu, phải không? Yeah. Thẳng câu thế hả? Chứ nó cũng cực đoan lắm, là chính nói thẳng câu là người Việt mình thì là 100% là tị nạn, hoặc là mình không dám, mình nghĩ là phần lớn chỉ có một số là dạng con nai Nhật thôi, nhưng mà ít lắm, lâu lâu mới gặp người thôi, là người Nhật người ta sang Việt Nam từ năm 40-50 của thế kỷ trước. Còn người Brazil ở bên Nhật này là thực sự nó hoàn toàn là phần lớn là nai, nai đời F1, F2, F2, F3 người Brazil. Bởi vì ngày xưa là cũng như cả bao nhiêu năm về trước là người đất nước Nhật là chiến tranh nè, thì dân Nhật nó bỏ sang bên Nam Mỹ, Nam Mỹ thì Brazil, Argentina thì đại loại là bên đấy, là bây giờ nó quay lại mà nó vẫn bọn đấy là nó vẫn còn tên Nhật, bố mẹ nó ông bà đại loại nó sang đấy thì nó vẫn còn lấy tên Nhật, mà sang đến Nhật này, bây giờ quay lại Nhật này, mà tất nhiên là chính phủ thì về ngoại giao thì người ta vẫn cho nhập vô thôi nhỉ? Nhưng mà thực tế người dân cũng không thích, nó thẳng một câu, mà người dân Nhật cực đoan, không có mức độ nó không, em phải hiểu là người dân Nhật cực đoan mà nó bảo thủ đó, đó là một quốc đảo, một quốc đảo đâm ra là người ngoại quốc vào đất nước nó, mà nó thẳng câu người mình cũng phải nói đi phải nói lại, người ngoại quốc vào đất nước nó là làm chuyện xấu rất là nhiều. Nên là đất nước của nó rất khi là ngày xưa cái thời mà anh kể chuyện chút về nước Nhật, nghe là ngày xưa cái lúc mà anh mới qua thì lúc đấy đã là trộm cắp rồi, nhưng mà nghe mấy người mà kể chuyện trước như ông anh vợ anh, ông anh vợ ông anh, ông anh qua từ những năm 80, ông qua lúc nhỏ ông bảo không ăn cắp ăn trộm, đại loại là xe cộ xe hơi xe đồ người ta đi đến về người ta cũng để chìa khóa đấy, chứ người ta không có khóa xe khóa độ, mà không phải là nhà đâu, đậu ở bãi có công ty hay bãi siêu thị hay bất cả đâu, người ta cũng đến đấy người ta xuống người không ăn cắp ăn trộm. Nhưng mà người ngoại quốc qua nhiều là làm ăn cắp ăn trộm dần, nên là nó càng ngày nó càng làm cho người Nhật nó càng ghét người ngoại quốc, nên là chính người ngoại quốc làm cho người Nhật thì nó đã cực đoan rồi, nhưng mà người ngoại quốc là nó cũng làm cho người Nhật là người ta ghét thêm. Thực tế mà đúng thật, mà đúng là Nhật là nó không ăn cắp ăn trộm gì đâu. Ngày xưa như lúc anh qua anh thấy là mọi thứ mình cứ nghĩ bỏ Việt Nam mà để thế này lấy mẹ hết đó. Nhưng mà ở Nhật thì đúng là không, nhưng bây giờ thì thực tế là ở đâu vậy, camera an ninh rồi gắn những cái chip, nhất là những vào những cái cửa hàng bán đồ mà đồ có giá trị một chút là những các cái đồ đấy là đều gắn chip hết, bởi vì nó sợ ăn cắp. Nhưng mà thực tế hồi khoảng hơn 20 năm về trước là chỉ có cái kiểu đó, lúc anh qua không có. Nhưng bây giờ không những gắn chip rồi cửa đi ra vô là nó đã để cái cửa từ ở đấy rồi, nên là thực tế là người Nhật người ta bây giờ chính là người ngoại quốc, người Nhật bây giờ nó cũng quan cả. Nên là nhiều lúc cũng bảo đất nước nào cũng vậy thôi hả, chứ còn thôi anh nói chuyện chút thế thôi hả? Chứ tại vì cũng đang phải làm á hả? Dạ rồi, khi nào anh rảnh thì anh lên chia sẻ với em chứ.